Xin chào các bạn, sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán chi phí logistics của lô hàng xuất khẩu lên phần mềm kế toán MISA. Các bạn ở đây các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có hai hóa đơn chi phí logistics liên quan đến cái lô hàng xuất khẩu này. Hóa đơn 383 và hóa đơn 384 của công ty Palm Cargo. Họ làm các cái dịch vụ như thế là vận chuyển lô hàng đến cảng xuất khẩu, đúng không ạ? Và họ tiến hành làm các cái dịch vụ tại cảng bên đó, hoặc là họ làm hàng hóa, ví dụ như thế là chứng từ hàng hóa, giao hàng, hải quan. Thì đối với lại hàng hóa nhập khẩu thì khi gặp các cái chi phí logistics phát sinh của hàng nhập khẩu thì các bạn sẽ phân bổ nó vào hàng tồn kho của lô hàng nhập khẩu đó. Còn đối với lô hàng xuất khẩu thì khi phát sinh các cái chi phí logistics này, các bạn sẽ tập hợp và hạch toán vào chi phí bán hàng. Và ở trên phần mềm MISA thì các bạn sẽ vào cái phân hệ mua hàng, sau đó các bạn vào chứng từ mua dịch vụ để các bạn hạch toán nợ 6417 và có 331. Còn khi mà các bạn thanh toán tiền cho các cái nhà cung cấp dịch vụ này thì các bạn vào phân hệ ngân hàng, các bạn vào phần chi tiền để các bạn hạch toán nợ 331 và có 112 nhé. Bây giờ tôi sẽ hạch toán hai cái hóa đơn này lên phần mềm MISA để các bạn xem nha. Đầu tiên là hóa đơn 383, chúng ta sẽ vào mua hàng, sau đó chúng ta sẽ vào chứng từ mua dịch vụ ạ. Chúng ta sẽ tìm nhà cung cấp là Palm Cargo. Chúng ta thấy là chưa có nên là các bạn sẽ tạo mã nhà cung cấp mới. Các bạn đánh đúng mã số thuế nhé. Mã số thuế của Palm Cargo ở đây là 03126555097. Các bạn lấy thông tin, các bạn kiểm tra thông tin thì thấy ok, các bạn nhấn vào cất, đúng không? Mua dịch vụ của công ty Palm Cargo. Các bạn có thể ghi rõ chi tiết là dịch vụ logistics của hàng xuất khẩu sang công ty New York Chemical. Ngày hạch toán chúng ta sẽ hạch toán đúng theo ngày hóa đơn, ngày 20 tháng 2 ạ. Loại tiền là Việt Nam đồng. Cái mã dịch vụ này các bạn chọn đúng hoặc các bạn tạo thêm nhé, là chi phí logistics của hàng xuất khẩu. Cái tài khoản chi phí sẽ là 6417. Tài khoản công nợ các bạn sửa lại là 3311 Việt Nam đồng các bạn nhé. Thành tiền các bạn đánh đúng giá trị trước thuế 7484700. Kiểm tra các thông tin sau, sau đó các bạn sang tab thuế để các bạn nhập. Chúng ta sẽ quay lại hóa đơn để chúng ta kiểm tra chính xác xem hóa đơn này thuế suất như thế nào ạ. Đây là cái khâu thuế suất của cái mã này là không chịu thuế, của cái mặt của cái dịch vụ này là không chịu thuế. Các bạn đã chọn đúng là không chịu thuế, tiền thuế là không. Chúng ta sẽ đánh đúng số tiền là 107 322 875, sau đó các bạn nhấn cắt ạ. Các bạn hạch toán tương tự đối với hóa đơn khác. Và đối với phân hệ ngân hàng chi tiền thì các bạn sẽ chi tiền từ phân hệ ngân hàng và các bạn vào phiếu chi tiền để các bạn chi tiền thanh toán cho nhà cung cấp này.